Ok rồi, Minh Châu đâu? Mình bắt đầu học này Châu ơi. Châu ơi, Minh Châu. Vào lớp bắt đầu học này nha. Rồi ok, bắt gì bây giờ bắt đầu học ha. Rồi mở sách giáo khoa trang 40. À ok, trang 34, 35 nè cho cô ha. Rồi. Hôm nay mình sẽ học trang 35 của lesson 3 bởi vì hôm trước mình đã học được trang 30, 32, 33 và trang 34 rồi. Có nghĩa là hôm trước mình học lesson 2 và một nửa của lesson 3. Hôm nay mình sẽ học nửa còn lại của lesson 3 và mình sẽ học sang review 3 luôn ha. Rồi bây giờ mình cố ôn lại một xíu về bắt đầu từ lesson 2 trước này. Rồi, lesson 2 trang. Đợi cô xíu. Lesson 2 trang 32. Ok. Rồi, lesson 2 trang 32. Rồi ở đây mình sẽ có cái đoạn hội thoại thì nó khá là đơn giản ha. Rồi bây giờ cô sẽ nói sơ, ok mình sẽ tập trung vào cái mẫu câu. Mẫu câu của lesson 2 mình sẽ có mẫu câu là Why would you like to be? Rồi, kèm thêm một cái ngành nghề nào đó. Because I like to. Rồi đây là sẽ là cái lý do mà mình muốn trở thành một cái nhân viên, một cái người làm cái ngành nghề đó. Rồi, why would you like to be? Có nghĩa là tại sao bạn muốn trở thành cái việc, và tại sao bạn muốn trở thành một cái người đó ha, có nghĩa là tại ví dụ tại sao em muốn trở thành một cái người làm việc trong cái ngành nghề đó. Rồi mình trả lời cho cái câu này mình sẽ trả lời là because I like to, bởi vì tôi muốn, rồi là kèm theo là cái lý do mình muốn làm việc trong cái ngành nghề đó. Rồi ví dụ ở đây mình sẽ có ví dụ như là có picture A đi. Why would you like to be a nurse? Tại sao bạn muốn trở thành một y tá đúng không? Because I'd like to look after patients. Bởi vì tôi muốn được chăm sóc những bệnh nhân. Rồi. Lesson 2 mình sẽ học về cách hỏi lý do và sự lựa chọn của mình đối với một cái ngành nghề. Được chưa? Rồi bây giờ cho cô biết là ok. Bây giờ mình sẽ ôn lại bằng việc mình hỏi lại picture C, BCD hả Châu? Rồi bây giờ picture D Châu hỏi cô đi. Picture B. Why would you like to be an architect? Ok. Because I like to design buildings. Rồi, bởi vì tôi muốn được thiết kế những ngôi nhà. Rồi, bây giờ cô hỏi Mr. C cho Châu ha. Why would you like to be a pilot, Because I would like to be Châu? I would like to be fly a to plane. fly a plane. Rồi. Rồi bây giờ cô sẵn nói cái từ be fly ha, cô nhắc lại cho nhớ ha. Rồi khi nào mình sẽ là to be? Khi mà cái từ mình muốn nói tới nó là danh từ hoặc là tính từ. Được chưa? Ví dụ như because I would like to be. Ok, tính từ đi. I would like to be beautiful. Bởi vì tôi muốn trở nên xinh đẹp. Rồi, khi nó mà là tính từ, trường hợp tính từ. Rồi. Because I would like to be a teacher. Bởi vì tôi muốn họ trở thành một giáo viên. Đó là khi mình sử dụng từ be. Khi mình sử dụng từ be là phía sau nó phải là một tính từ hoặc danh từ. Còn khi mà nó là động từ, ví dụ mình có cụm là fly a plane thì mình sẽ là I would like to fly a plane. To nó sẽ gắn liền với be liên tiếp luôn, không có I would like to be fly a plane ha. Rồi này cô nhắc. Picture B cho hỏi cô đi. Em đây cô là Why would you like to be a writer? Because I'd like to write stories for children. Bởi vì tôi muốn viết những cái câu chuyện cho trẻ em ha. Rồi, đó là cái mẫu câu của lesson 2. Và mình học được một nửa của lesson 3. Lesson 3 thì mình sẽ có những cái phần như là luyện nói này, là bài tập và có một bài hát, một bài chant, một bài đọc đọc theo vần ha. Rồi
Đại khái là cái bài này mình sẽ đọc theo nhạc á. Rồi mình sẽ bây giờ mình sẽ tiếp tục học phân nửa của bài 3 ha, rồi mình học trang 35. Bây giờ part 4 này, read and tick true or false. Mình sẽ đọc cái đoạn văn này và mình sẽ đánh dấu vào cái cột đúng hoặc sai đối với lại năm cái thông tin ở dưới đây. Rồi, đợi cô xem bút Cường nào chưa này. Rồi Cường, mở sách giáo khoa trang 35 ra nào cho kịp với lớp nè. Rồi, bây giờ hai đứa sẽ đọc, mỗi bạn đọc nửa bài 4 cho cô nha. Rồi, đọc đoạn đầu cho cô đi Châu. Em được cô là My name is David. I would like to be an astronaut. 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 Đúng rồi. In the field, I would like to fly in space and work space. With so, space, yeah. Space. Space. No, and so, work with place. Space. 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 Đúng rồi. Rồi tiếp tục. And work. And work with other people. With other people in a spaceship. It's important work and every exciting. Rồi. Bây giờ Châu dịch cái phần của Châu đi Châu. Em thưa cô là tôi tên là David. Tôi muốn trở thành phi sao. Rồi, astronaut. Cái người mà đi du hành không gian mình gọi người ta là cái gì nhớ không? Phi em không biết gọi là cái gì đâu. Phi hành gia, được không? Ra. Ừ. Trong tương lai tôi rồi. Muốn lái chiếc đĩa bay trong. Và là tôi muốn bay trong space. Vũ trụ space, không gian hoặc là vũ trụ ha. Và làm việc với người khác trên cái tàu không gian. Ừ, và làm việc với những người khác trên tàu không gian. Tiếp tục đi cho. Nó là ước mơ của tôi. Và nó thật tuyệt vời. À, rồi. It's important work and very exciting. It's important work, important nghĩa là quan trọng. Đó là một công việc quan trọng và rất thú vị. Ha. Rồi bây giờ cô nhắc lại hai từ trong đoạn bạn Châu vừa đọc này bạn Cường nghe luôn nha. Astronaut là phi hành gia và spaceship là tàu không gian. Rồi Cường đọc cái đoạn còn lại của mình đi. I like to get out of the spaceship. Spaceship. Mm. And walk in space. Mm. I also like to visit other planets. Mm. And I'm studying hard at school. Mm. I have my dream wife will come to Wednesday. Rồi, Cường dịch nè. Tại sao bạn lại muốn lái? Tại sao? Đây có phải câu hỏi không vậy? Tại sao? Này, I'd like to. Tôi muốn. Get out of the spaceship. Lái. Không, get out of. Đi ra khỏi. Tôi muốn đi ra khỏi tàu không gian. Ừ, và? Và? Walk in space. Walk là gì Cường nhớ không? Đi bộ trong không gian.
Đúng rồi, tôi muốn ra khỏi tàu không gian và muốn đi bộ trong không gian. I also like, tôi cũng muốn. Tôi cũng muốn đi thăm Những những planets. Rồi, bây giờ mình sẽ có cái planets này nè. Giờ không biết gợi ý sao nha. Rồi, khi mà mình nói ở trong một cái vũ trụ, phải không? In your universe, there are many planets. Ở trong một cái vũ trụ thì sẽ có rất nhiều gì? Mấy đứa có nghe tới từ đó không? Hành gì? Nghe tới từ hành tinh chưa? Rồi, hành tinh là planets. Hành tinh là cái gì? Hành tinh là một những là đại khái là những cái tương tự như trái đất, được chưa? Hành tinh là những cái vùng đất tương tự như trái đất mà nó ở trong cái vũ trụ của mình ha. Planets, nhớ từ này nha, hành tinh. Rồi, I'm studying art at school. Tôi tôi study là gì Cường, nhớ không? Study, you are studying á Cường. Bạn Cường đang làm gì đây? Cường, em đang làm gì trong lớp cô? Studying, học, đúng không? Yes. Rồi, tôi đang học như thế nào? Hard at school. Tôi đang học. Study hard. Mấy đứa nhớ cho cô cụm study hard là học chăm chỉ, được chưa? Học chăm Tôi chỉ, học cực đang lực, học nói chăm chung là chỉ ở trường. đúng rồi. Dream là gì Cường biết không? Rồi. Giấc mơ. Tôi đang mơ. Tôi hy vọng, hope là hy Tôi vọng, tôi hy vọng giấc mơ của tôi sẽ thành vọng giấc mơ của tôi sẽ thành come true, true. hiện thực Đúng rồi, hiện thực, true là sự thật á, tôi hy trong vọng một giấc mơ của tôi ngày. sẽ thành sự thật. Một ngày nào đó, one Một day là ngày ngày nào đó. đó. Rồi Cường về. Ngày nào mà bạn Cường không đi học á, bạn Cường phải lấy sách ra đọc cái bài mà mình bỏ lỡ nha, chưa có thời gian đọc lại nha, rồi lên cái gì không có hiểu hỏi cô nha. Nghỉ học có một buổi hay gì mà quên rồi. Rồi bắt đầu bây giờ cô dịch lại cả bài cho mấy đứa nghe ha. Tôi tên là David, tôi muốn trở thành một phi hành gia trong tương lai. Tôi muốn bay ở trong không gian và làm việc với những người khác ở trong tàu không gian. Đây là một công việc quan trọng và nó rất là thú vị. Tôi muốn đi ra khỏi tàu không gian và đi bộ ở trong không gian ha. Tôi cũng muốn đi thăm những hành tinh khác. Tôi đang học tập rất là cực lực ở trường. Tôi hy vọng giấc mơ của tôi sẽ thành sự thật một ngày nào đó. Rồi bây giờ các bạn sẽ làm 5 câu dưới đây cho cô. Number 1, David would like to be an astronaut. Number 2, he would like to work with other people. Number 3, he would like to travel around the world. Number 4, he would like to walk in space. Number 5, he would like to visit other planets. Rồi các bạn sẽ khoanh sẽ dựa vào cái đoạn trên đánh dấu là đúng hay sai nha. Rồi cô cho các bạn 5 phút. À 3 phút thôi. 5 phút đi.
Rồi cô sửa bài nha. Number one, Cường làm này. One three. Hả? One three. True hay false? True. Ừ. Rồi đọc câu đó lên. David worked like to be an astronaut. Astronaut. Nghĩa là David muốn là một phi hành gia. Giỏi. Number two, Châu. Em đã có number two là true luôn. True, okay. Đọc lên Châu. Em đưa cô là anh ấy muốn trở thành một nhầm anh ấy muốn làm việc với người khác. Number three, Cường. Three, four. Đọc lên Cường. He was like to travel around the world. Đọc lên rồi dịch luôn đi các bạn. Anh ấy muốn làm muốn gì? Travel around the world. Đi du lịch vòng quanh. Đi du lịch vòng qua. Travel around the world là đi du lịch vòng quanh đâu? Trái đất. Thế giới. Yeah, world là thế giới. Rồi đúng rồi, sai. Number four, Châu. Em đã có number four là so he would like to work in space. Anh in space. Ấy muốn tiếp tục. Anh ấy muốn đi ra trong không gian. Ừ, anh em muốn đi bộ trong không gian. Number five, Cường. Five. Two. Two. Đọc lên. He would like to visit outer planets. Anh ấy muốn đi thăm hành tinh. Other, khác. Anh ấy muốn đi thăm những hành tinh khác. Rồi bây giờ mình đã xong được bài này ha. Mình sẽ xem number 5 này. Number 5 các bạn sẽ có gì? Write about what you would like to be and do in the future. Viết về cái điều mà bạn muốn trở thành và làm ở trong tương lai. Rồi các bạn sẽ có một cái mẫu sẵn như là my name is, I'm studying at, I'd like to be in the future, I'd like to, in my free time, I like. Rồi hàng đầu tiên, tên của tôi là. Hàng thứ hai, tôi đang học tại trường. Hàng thứ ba, tôi muốn trở thành nghề nghiệp gì trong tương lai ha. Hàng thứ tư, tôi muốn làm cái gì đó với cái nghề nghiệp đó. Có nghĩa là khi mà mình làm cái nghề nghiệp đó, mình sẽ có cơ hội để mình làm cái việc gì. Ví dụ như y tá thì sẽ có cơ hội để chăm sóc bệnh nhân. Rồi hàng cuối cùng là in my free time I like. Vào cái thời gian rảnh hiện tại thì mình thích làm gì. Có nghĩa là mình thích làm cái gì để có lợi cho cái công việc của mình trong tương lai các bạn. Rồi cô cho các bạn 5 phút để làm ha. Page 36.
Rồi bạn nào xong đọc cái bài của mình cho cô nghe. Châu xong chưa? Xong rồi. Rồi Châu đọc bài của mình đi. Xin thưa cô là My name is Châu. I'm studying at Switzer Primary School. I would like to be a writer in the future. I would like to writing stories to my the fairy tales to children. In my free time, I would like read comic books. Okay. Rồi, đợi cô hoàn thành ha. A writer, right. Rồi. In the future, I like to write fairy tales, đúng không cháu? For children. In my free time, I like to read comic books. Rồi, Cường, tới Cường. Cường đâu? Dạ. Rồi. My name is Cường. I'm studying with a primary school. Rồi, primary. Primary. School. I like to be a pilot in the future. Next. I like to fly a plane. Okay. In my free time, I like watch cartoon. I like watch. Nha, không có walk. Watch cartoon. Watch cartoon. Rồi. Bây giờ mình đã xong cái phần 5 này, bây giờ mình sẽ sang bài tiếp theo, mình sẽ đến với mình sẽ đến với review 3 ha. Rồi review 3 các bạn có thấy ở đây có một cái hình rất là đẹp ha. Rồi. Mình sẽ sang part 1 của review 3 là listen and take. Các bạn sẽ có hai cái câu. Ở đây. Các bạn sẽ nghe hai câu này trong hai lần, sau đó sẽ đánh dấu vào cái đáp án đúng ha. Rồi bây giờ các bạn nhìn cho cô câu 1. Câu 1 này bạn nữ này nó có những cái biểu hiện gì? Đầu tiên bạn nữ này xoa tay lên đầu. Hình thứ hai bạn nữ này xoa tay ở bụng. Hình thứ ba bạn nữ này đang đặt tay lên cổ họng. Rồi, nó liên quan tới những cái từ gì mà mình đã học ở cái những cái unit vừa rồi. Có phải là những cái từ nói về những cái cơn đau của mình ở những cái bộ phận trên cơ thể đúng không? Rồi, các bạn câu này các bạn sẽ quan sát xem đau đầu là gì, đau bụng là gì và đau và bị đau họng là gì ha. Rồi bây giờ còn câu thứ hai. Câu thứ hai các bạn có thể thấy bạn nam này đang có một cái khung này, có thể là cái giấc mơ của bạn này nè. Bạn này mơ cái công việc mơ ước ha. Bạn này mơ trở thành gì? Ở đây có thể vẽ là giáo viên, đây có thể là vi hành gia, đây là cầu thủ đá banh đúng không? Rồi các bạn quan sát câu hai này coi những cái nghề nghiệp về tiếng Anh là gì cho cô suy nghĩ. Rồi một phút nữa cô sẽ mở file nghe ha. Review 3. Activity 1. Listen and tick. 1. Where's Linda? She's at the doctor's now. What's the matter with her? She has a stomach ache. 2. What's your hobby, Tony? I like sports. What would you like to be in the future? I'd like to be a footballer. Page 36. Review 3. Activity 1. Listen and tick. 1. Where's Linda? She's at the doctor's now. What's the matter with her? She has a stomach ache. 2.
What's your hobby, Tony? I like sports. What would you like to be in the future? I'd like to be a footballer. Rồi các bạn cho cô đáp án nha. Number one, Cường chọn đáp án nào Cường? B. Rồi. Number two, Châu. Để cô number two đáp án C. Rồi, thì mình nghe lần thứ ba để cô sửa ha các bạn. Page 36. Review 3. Activity 1. Listen and tick. 1. Where's Linda? Where's Linda? She's at the doctor's now. She's at the doctor's. What's the matter with her? What's the matter? She has a stomach ache. She has a stomach ache. Rồi, Linda ở đâu? Cô ấy đang ở chỗ của bác sĩ ha. Rồi, cô ấy bị gì vậy? Cô ấy bị đau dạ dày. Two. What's your hobby, Tony? What's your hobby, Tony? I like sport. I like sport. What would you like to be what in the future? What would you like to be in the future? I'd like to be a footballer. I'd like to be a footballer. Rồi, sở thích của bạn là gì, Tony? Tớ thích thể thao. Rồi, bạn muốn trở thành gì trong tương lai? Tớ muốn trở thành một cầu thủ đá banh ha. Rồi, bây giờ mình sẽ sang phần thứ hai. Listen and number tiếp tục là một phần nghe. Rồi, cái phần listen này nó sẽ có 4 bức tranh. Rồi, các bạn nghe cho cô. Xem bố. Rồi bây giờ trước khi nghe trong một phút quan sát bốn bức tranh thì nó nói về những cái hành động gì ha. Rồi bây giờ nghe nha. Page 36. Activity 2. Listen and number. 1. What's the matter with you? I have a toothache. Poor you. You should go to the doctor and you shouldn't eat sweets. I know. You're right. 2. What do you often do in your free time? I often go skating in the park. Really? Yes, because skating is my favorite sport. 3. What do you want to do now? I want to make a paper plane. Why? Because I like planes, and I'd like to be a pilot when I grow up. 4. Where are you going? I'm going to the park. I'm going to ride my bike with my friends there. Don't ride your bike too fast. It's dangerous. Page 36. Activity 2. Listen and number. 1. What's the matter with you? I have a toothache. Poor you. You should go to the doctor and you shouldn't eat sweets. I know. You're right. 2. What do you often do in your free time? I often go skating in the park. Really? Yes, because skating is my favorite sport. 3. What do you want to do now? I want to make a paper plane. Why? Because I like planes, and I'd like to be a pilot when I grow up. 4. Where are you going? I'm going to the park. I'm going to ride my bike with my friends there. Don't ride your bike too fast. It's dangerous. Rồi, các bạn cho cô đáp án nha. Number one, mình sẽ đánh vào picture nào, Cường? One, me. Number two, Châu. In the corner, two, and. Three, Cường. Three, me. Four, Châu. Three, four. Rồi.
Tất cả đáp án là chính xác các bạn. Giờ mình sẽ nghe lại cái đoạn này nha. Page 36. Activity 2. Listen and number. 1. What's the matter with you? Bạn có chuyện gì vậy? I have a toothache. Tôi bị đau răng. Poor you. Tội bạn quá. You should go to the doctor. Bạn nên đến bác sĩ. And you shouldn't eat sweets. Và bạn không nên ăn đồ ngọt. I know. Tôi biết. You're right. Bạn đúng đó. Rồi, chính xác. 2. B. What do you often do in your free bạn time? Bạn thường làm gì vào thời gian rảnh? I often go skating in the park. Tớ thường đi trượt patin. Really? Trong công viên. Yes. Đúng vậy. Because skating is my favorite sport. Trượt patin là sở thích của tớ. 3. What do you want to do now? Bạn muốn làm I want to make a paper plane. Bạn Why? Đang làm gì? Tớ đang làm Because I like planes. And I'd like to be a pilot when I grow up. Four. Where are you going? Bạn đang đi đâu vậy? I'm going to the park. Tớ đang đến công viên. I'm going to ride my bike tớ with my friends chạy there. Xe đạp với các bạn. Don't ride your bike too Đừng fast. Chạy xe nhanh quá nha. It's dangerous. Nguy hiểm lắm. Rồi tất cả đáp án là chính xác ha. Bây giờ mình sẽ sang part 3. Part 3 của các bạn sẽ là listen and write one word in the blank. Tiếp tục là một phần nghe. Các bạn sẽ có những cái chỗ trống ở đây. Bây giờ cô chỉ các bạn một cái mẹo làm nè. Mình có hai câu này đúng không? Đầu tiên mình có câu là trung wants to. Rồi, chỗ trống, sau đó là buildings. Rồi, cô nói với các bạn to thì nó sẽ gắn liền với lại về. Có nghĩa là to nó sẽ đứng trước một cái động từ, to verb mà, là to và kèm theo một cái động từ đúng không? Nên là ở cái chỗ trống này 80% là động từ. Đó là cách đoán. Khi thấy to thì các bạn sẽ đoán. Một ở đây sẽ là động từ, hai ở đây sẽ là be kèm theo tính từ hoặc danh từ. Rồi. Number 2, Mary likes gì đó in her free time. Rồi, Mary thích cái gì đó trong cái thời gian rảnh. Vậy là cái thời gian rảnh của Mary là nó có thể liên quan tới là cái một cái hoạt động gì đó đúng không? Mary thích làm cái hoạt động gì trong thời gian rảnh của mình nó mới hợp lý đúng không? Vậy ở đây sẽ có thể là một cái cụm từ liên quan tới cái hoạt động. Ví dụ, go skating, go camping, go fishing gì đó. Rồi, giờ các bạn nghe hai lần nha. Page 37. Activity 3. Listen and write one word in the blank. 1. What would you like to be in the future, Chung? I'd like to be an architect. Why would you like to be an architect? Because I want to design buildings. 2. What are you reading, Mary? I'm reading The Story of Tam and Cam. Do you like reading fairy tales? Yes, I do. I like reading very much. Page 37. Activity 3. Listen and write one word in the blank. 1. What would you like to be in the future, Chung? I'd like to be an architect. Why would you like to be an architect? Because I want to design buildings. 2. What are you reading, Mary? I'm reading The Story of Tam and Cam. Do you like reading fairy tales? Yes, I do. I like reading very much. Rồi, các bạn cho cô đáp án nha. Number one, Châu. In the cô là Chung wants to design buildings. Nghĩa là? Nghĩa là Chung muốn design là gì ta? Nên cô là
Thiết kế. Thiết kế những tòa nhà. Rồi, number two, Vườn. Ready. Rồi, number two. Choose Mary likes writing in her free time. Mary likes gì Cường? Nói lớn lên, cô nghe không rõ. Mary likes writing in her free time. Reading hay là writing? Writing. Writing là gì hả? R-E-A-D. Từ đó đọc là gì? Reading. Read. Rồi, dịch cho cô nghe. Mary đọc hiểu vào thời gian rảnh. Mary thích đọc vào thời gian rảnh. Reading là đọc, có thể là đọc tạp chí, reading magazine, đọc báo, reading newspaper, đọc tin tức, reading news gì đó ha. Rồi bây giờ mình sẽ sang number. Ok, rồi đó, tất cả đáp án chính xác nha các bạn. Number 4, read and complete. Ok, read and complete. Các bạn sẽ có một cái bài, một cái đoạn văn. Rồi mỗi bạn sẽ đọc một đoạn cho cô và dịch ha. Cường đọc đoạn đầu tiên. My name is Tori. I often read science book and do sports in the gym. I want to be strong and good at science because I would like to be a pilot. Okay. I want to fly planes. Rồi dịch cho cô nghe. Tôi tên là Tony. Tôi thường read đọc, để cô dịch đọc science book. Science khoa là khoa học. Sách khoa học. Và do sports, tập gì, thể dục, tập thể thao ở gym. Tiếp tục. I want to be strong. Tôi muốn strong, khỏe mạnh. Tôi muốn khỏe mạnh và good at science, giỏi ở môn khoa học. Giỏi khoa học ha. Tôi muốn trở thành phi công. Tôi muốn lái máy bay. Tôi muốn lái chiếc máy bay. Rồi đoạn còn lại cháu. Em cô xem đọc á. My friends, Mai and Linda like different things. Mai often reads book. She would like to be a writer because she would like to write stories for children. Linda often draws pictures in her time, in her free times. She would like to be an architect because she would like to design buildings. Rồi. Cô, bạn của tôi là Mai và Linda thích thứ khác nhau. Mai thường xuyên đọc truyện. Cô ấy muốn trở thành một nhà văn bởi vì cô ấy muốn viết những câu chuyện cho những đứa trẻ. Linda thì thích vẽ tranh. Thì thích vẽ những bức tranh. Cô ấy
thường thích vẽ tranh vào lúc rảnh rỗi của cô ấy. Cô ấy thích, nhưng cô ấy muốn trở thành một họa sĩ. Bởi vì cô ấy muốn, cô ấy muốn trở thành một kiến trúc sư bởi vì cô ấy muốn trở thành bởi vì cô ấy muốn muốn xây những lâu đài, muốn thiết kế những tòa nhà, muốn thiết kế những tòa nhà. Rồi bây giờ các bạn sẽ làm hoàn thành cái bảng này. Cái bảng này sẽ gồm ba nhân vật là Tony, Mai và Linda. Các bạn sẽ liệt kê đầu tiên là sở thích của các bạn này, thứ hai là cái công việc tương lai các bạn này mong muốn, và thứ ba là cái lý do các bạn này muốn làm công việc đó. Được chưa? Cô cho các bạn 5 phút để làm ha, dựa vào cái đoạn văn ở phía trên. Rồi làm đi các bạn. Em thưa cô, nhưng mà cái từ reason là cái gì đấy cô? Reason là lý do. Lý do mà những bạn này muốn trở thành cái công, muốn làm cái công việc đó trong tương lai á. Em thưa cô, em xong rồi, cô chữa em trước nha cô. Đợi 2 phút nữa cho bạn Cường xong sửa luôn hai bạn ha. Rồi Châu xong có thể xuống làm bài 5 này. Bài 5 là trả lời những câu hỏi về cái bản thân của mình này ha. Vâng. Rồi cô sửa bài 4 nha. Cường xong chưa? Rồi. Rồi bây giờ Cường làm Tony đi Cường. Tony Harpies read science books and their surprise. I would like to be pilot. Rồi giải future shop ghi cái từ gì vào thôi. He does. To be a pilot. No. Một cái ghi cái nghề thôi. Pilot. Ừ. Rồi number two. Reason. Reasons. Fly planes. À, reason là
Rồi, fly plane sẽ hoặc là would like. Ghi cho giống cái câu phía dưới thì ghi là would like to fly planes. Rồi Châu làm Mai đi Châu. Em được cô Mai là sở thích là read what often reads book. À, sở thích là reads books. Tiếp tục. Em được con reason là đọc cái future like, job luôn hay Châu? Vâng. What like draws what like to write stories for children. Đọc cái future job của bạn Mai luôn đi. In the goal là writer. Cường làm câu còn lại. Listener host draws future. Draws pictures. Tập lại draw nghe. Pictures. Pictures. Artists. Architects. Races work like to derive buildings. Rồi, ok. Bây giờ bạn Cường và bạn Châu làm bài 5. Write about you. Các bạn sẽ trả lời 5 câu hỏi về bản thân mình. Câu đầu tiên là what do you do in your free time? Bạn sẽ làm gì vào thời gian rảnh? Ok, number 1 là what do you do in your free time? Number 2 là what would you like to be in the future? Why? Bạn muốn trở thành cái gì trong tương lai? Tại sao? What stories are you reading now? Bạn đang đọc câu chuyện gì? Who is the main character in your favorite story? Ai là nhân vật chính trong cái câu chuyện yêu thích của bạn? Number 5 là what do you think of the main character in that story? Bạn nghĩ gì về cái nhân vật chính trong cái chuyện đó? Đây là sẽ là trả lời cái cảm nghĩ về nhân vật đó. Họ có thể hiền ác, xấu đẹp, vui vẻ, khó chịu, xấu tính gì đó ha. Rồi các bạn làm đi, cô cho các bạn 6 phút. Em đâu cô họa sĩ trong tiếng Anh là gì để cô? Painter. 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 Painter, người vẽ tranh á. Vâng. Em làm xong rồi, bây giờ em đọc của em lên trước nha cô nhá. Ok, what do you do in your free time, Châu? In my free time, I often draw pictures. Rồi. Number 2, what would you like to be in the future? Why? In the future, I would like to be a painter. Because I want to draw
pictures. What story are you reading now? I'm reading the story of my and Tim. Okay. Who is the main character in your favorite story? It's my and Tim. Number five, what do you think of the main character in that story? I think he is hardworking and kind. Right, go. What do you do in your free time, go? I often watch cartoons. What would you like to be in the future? Why? What cartoons? What would you like to be in the future? Why, girl? Number two. What I would like to be a pilot because I want to fly a plane. What story are you reading now? I'm reading the story to my auntie. The story of my auntie. It's the story of my auntie. Who is the main character in your favorite story? It's my auntie. What do you think of the main character in that story? Chance. Rồi, bây giờ bạn Cường. No, bây giờ bạn Cường chọn cái câu chuyện khác đi, đừng giống chồng. Chọn câu chuyện khác đi. Nhớ không? Number 2 bài số 11 cô. Bài câu chuyện như là unit 11. Unit không, unit 14 á Cường, unit 14 nha. Unit 14, Cường ơi, xong chưa? Rồi. What is your... Okay, what story are you reading now? Cây đèn thần vải. I'm reading The Magic Egg. I'm reading... All of these and... And the magic lamb. Yeah. Aladdin and the magic lamb. Who is the main character in your favorite story? Is Aladdin. 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 Từ các bạn. Aladdin double L hay double G ta? Các bạn nào nhớ không? Double L đúng không Châu? Em tự cũng phải. Double G đúng không? And the magic. Ok, đợi cô xin cô miss cái chữ Aladdin ha. Cô bị quên cái chữ Aladdin, đợi cô xíu nha mấy đứa. Trời, đúng rồi, Aladdin là double G.
cô cứ bị lộn double D với double L rồi. Aladdin, what do you think of the main character in that story? He's he now. Rồi, bạn Cường nói cái đèn thần là gì cô? Triệu hồi cái đèn thần. À, mình đang nói không? Mình đang nói là Aladdin mà đức tính của Aladdin là gì? Aladdin như thế nào Cường? Cường có đọc câu chuyện đó chưa? Tôi buồn ạ. Aladdin. Rồi mình sẽ nói đó là một chàng trai tốt bụng và thông minh đi. Khôn ngoan là gì Cường? Khôn ngoan. Yes. Wise hoặc là intelligent. Wise. Wise này, đợi cô xíu. Rồi, wise and gì đó. Wise and đẹp trai cũng được. Beautiful. Trai là gì? Handsome. Handsome. Handsome là cho con trai á, còn gái là beautiful. Rồi, ok, cô cho các bạn nghỉ ha. Bài học tới đây là hết. Goodbye. Hôm ngày mai mình sẽ học short story nha. What's my teacher?